Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Thì video buổi trưa ngày hôm nay thì em Dương sẽ lên cho anh em sản phẩm là quần thể thao nhá. 100% là quần đến từ các cái thương hiệu lớn như là của Nike, Adidas, Puma, Champion anh em nhé. Và hôm nay em sẽ lên cho anh em khoảng hơn 30 mã. Bắt đầu từ mã hôm trước là mã B31 nhé. Hôm nay thì em sẽ đo cho anh em theo cái số đo vòng eo là từ khi mà em đo như này nhá, khi mà em đo để không này và em đo căng nhất để cho các anh ấy, các chú bác mình là mình có thể là mình theo cái số đo chuẩn nhất nhá. Thì mình canh các chú bác mình cứ theo cái số đo căng nhất và giảm đi cho em khoảng 5-10 phân nhá, thì là sẽ là theo cái vòng eo của mình nó mặc nó thoải mái nhất. Chứ nếu mà mặc theo cái kích thước mà nó căng nhất thì là nó sẽ bị khó chịu nha anh em nhá. Và hôm nay thì em vẫn đồng giá là 199.000 cho một sản phẩm free ship toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng thì vẫn có thể là mở hàng ra kiểm tra mặc thử thoải mái. Nếu mà không ưng, không hài lòng thì gửi lại cho ship giúp em, thanh toán giúp em là 30.000 tiền phí ship hoàn về anh em nhé. Rồi, mã đầu tiên này em lên cho anh em con quần của Adidas nhé. Quần của Adidas này, mới tinh, logo in này, này in nét căng, mới tinh luôn. Con này là chun nó liền với quần luôn anh em nhé. Đây này, đằng sau là chun này. Đấy, chun liền quần luôn, con này mới tinh luôn này. Đây, có dây buộc nha anh em nhé. Con này là 86% polyester, còn là elastan, đắt đây. Made in China. Adidas Climalite này, Climalite này. Con này mã B31 này, eo 80 đến 92. 80 là khi mà em chưa kéo gì nhá, còn 92 là khi là kéo căng hết. Cho nên là anh em cứ tầm khoảng độ eo tầm 85 đến tầm 88 mặc cho em là ok nhá. Eo 80 dài 92, ống là eo 80 đến 92. Dài 53, ống là 30 nhá. Chun con này cực ngon này, quần như mới nhá. Quần như là quần mới luôn anh em nhá. Đây, còn túi của hai bên của nó là túi không có khóa kéo nhá. Đây, nó chỉ có hai túi hai bên này. Đằng sau thì là không có túi nhá. Mã B31. Mã tiếp theo này, em lên cho anh em con quần con này của Adidas này. Logo thêu của MU nhá. Thêu MU này. Cực đẹp luôn, nét căng, mới tinh nhá. Đây, cũng Adidas là Climalite này. Và hai bên nhé, hai bên của nó là có ba sọc đen này, đấy, logo thêu của Adidas này, nét căng, đây, hai bên nó đều có ba sọc đen này, túi của nó thì là, con này không có túi, anh em nhé, con này quần này không có túi đâu, đây, mà nó có dây rút này, có lại 19.5% nhé, quần như là quần mới luôn, đây, tag của nó đây, Adidas Sailor sản xuất tại Cambodia nhé. Chất polyester 100%. Con này quần polyester chứ không phải quần gió đâu anh em nhé. Mã B32 này, eo 74 đến 92, dài 48, ống là 36 nhé. 74 đến 92, chun nét căng, chun căng nét mà mới tinh luôn. Mã B32 nhé. Mã tiếp theo này, em lên cho anh em con này quần chất con này là chất kiểu chất polyester, cũng là chất polyester nhé. Con quần của Nike. Nike Climafit Made in Hồng Kông. 100% polyester này, chất polyester nhá. Rồi, con này quần quần như quần ngố dài nhá. Con này thì là nó có hai túi hai bên này. Túi của nó thì là nó có dính nhá. Đây. Đấy, túi có dính này, hai bên túi đều như vậy nhá. Đằng sau túi quần của nó cũng thế anh em nhá. Túi quần của nó cũng là túi dính này. Đấy, cũng dính được nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn. Đây, cho anh em và chú bác nào cẩn thận này, chun mới tinh nhá, chun này. Chun còn rất tốt nhá. Đây, nó có cái logo thêu nhá. Thêu này. Thêu Nike ở đây ở dưới này, màu xám nhá. Rất đẹp luôn này. Mã B33. Eo 74 đến 100. Dài 60, ống là 32 nhá. Ống là 32. Thì anh em nó cứ eo dưới 100 cho em nhá, dưới 100 cho em. Bên này có một cái tag của Nike tiếp này, Nike tiếp này. Đây. Mã B33 nhá. Eo 74 đến 100. Dài 60, ống là 32. Tiếp theo này, em lên một con quần của Kappa nhé. Kappa này, của nó là logo in nhé, nét căng. In nét căng, con này quần vải dù nhé. Quần vải dù này, và có dây rút này. Dây rút này anh em nhìn này, mới tinh nhé. Hai bên nó có túi hai bên chéo này. Và đằng sau nó có một cái túi khóa của IKK và nó có khóa kéo nhé. Khóa kéo này, đấy. Kappa Sailor tag đây. Đây có một cái tag này. Đây,
con này không thấy ghi made in ở đâu. Con này mới tinh nhá, cũng 95%. Mã B34 này, eo từ 80 đến 100, dài 54, ống là 26 nhá. Chui con này vẫn rất là mới nhá, mã B34. Tiếp theo này, em lên cho em con quần chất polyester tiếp này, của Nike này. Đây, rất đẹp luôn này, logo của nó là in nhá, in của Nike này. Con này mới phải 97-98%, nhưng là còn mới luôn. Size M này, 19A, đây, nét căng mới tinh. Con này mới lắm, con này không khác thì còn mới đâu. Đây, made in China, 94% là ni lông nhá, 6% là spandex, khác này anh em nhá. Đây, mới tinh, nó có khóa kéo này, đây này. Bên này túi cực to luôn này, có khóa kéo nhá. Đây, có hai bên nó đều làm cái bản túi này, cực kìa to luôn nhá. Đây, con này quá đẹp luôn. Kiểu quần này rất là hiếm này. Mã B35 nhá, eo từ 72 đến 92, dài 47, ống là 32 nhá. Quần như quần mới luôn, mã B35. Mã tiếp theo này, em quần của Puma. Con này quần vải dù này, Puma này, chun như mới luôn. Chun rất là tốt nhá, logo theo của Puma này. Đằng sau của nó là có khóa kéo nhá, có khóa kéo này. Đấy, khóa kéo này. Thế còn đằng trước là nó có hai túi chéo này, hai túi chéo hai bên nha anh em nhá. Đây, con này mới tinh, quần của Puma size XXL này, ni lông 100%. Đây, sở chất mềm lắm. Đây, chun co giãn cực tốt nhá. Mã B36 này, eo từ 72 đến 102, dài 56, ống là 32 nhá. Mã B36, eo 72 đến 102, dài 56, ống 32. Đây, hai bên quần này, nó còn có các cái họa tiết in nhá, cực kỳ là đẹp luôn anh em này. Đấy, nó còn in nữa cơ, chứ nó không phải kiểu đen đơn giản, mà nó còn nhiều cái họa tiết. Nói chung mà họa tiết này nó cũng không phải là nổi, mà nó kiểu như là trông nó rất là đẹp ấy, nó nhã nhặn, nó không bị gọi là nổi bật quá ấy. Mã B36 nhá, con Puma này. Mã tiếp theo này, con quần của Adidas này, kiểu dàn di nhá, quần này cực đẹp luôn này, màu quá đẹp luôn nhá, Adidas Climelite. Đây là in nhá, in Adidas này, còn đây là mấy cái đường chỉ theo Climelite này, in này anh em nhá. Đây, Adidas Neo Climelite này, con size M nhá. Đây, tag đây, tag nét căng này. Con này là 70% là cốt tông, còn lại là polyester. Tag đây anh em nhé. Đây, nó có dây rút này, dây rút này. Con này rất mới đấy. Mã B37 này, eo từ 78 đến 94, dài 51, ống là 29 nhé. Ống là 29 này. Chui con này rất là ngon nhé. Anh em cứ tầm dưới 94 cho em nhé. Dưới 94 nhé, đừng 94 nhé, 94 mặc là nó sẽ bị căng quá đấy anh em nhé. Tại vì em kéo căng nhất là được 94 ấy. Đó, em sẽ đọc như thế cho anh em dễ hình dung hơn. Tiếp theo một con Nike logo theo này, Nike logo theo này. Đây, size XXL này, sản xuất tại Đồng Bangladesh thế nào nhỉ. Nike đây, tác của Nike đây. Đây, con này có cả dây rút, dây rút này. Đấy, con này túi túi hai bên nó đều có khóa kéo nhá, cho các anh các chú có là cẩn thận này. Đây này, khóa kéo ở hai bên luôn này. Đấy, khóa kéo hai bên nhá, còn rất là tốt, chun rất ngon này. Đây, nó quần đơn giản thôi, nó chỉ có một cái logo theo ở đây thôi, theo ở đây thôi. Mã B38 này, eo từ 68 đến 92 nhá, dài 52, ống là 29 nhá, chun cực ngon. Mã B38 này. Mã tiếp theo này, con quần của Champion này, màu ghi dễ mặc này, Champion này. Đây, của nó là logo theo bên này này. Nó có 3 túi nhá, 2 túi hai bên này, không có khóa kéo này. Sau một túi nữa này. Đấy. Và nó cũng có dây rút nhá, dây rút này. Đây, chung con này vẫn còn rất ngon nhá. Đây, tag của Champion này. Con này chất cốt tông 100%, made in Cambodia. Bên trong nó còn một cái tag. Đây. In của Champion nữa này. Con này là mã B39 này, eo từ 80 đến 102, dài 58, ống là 30 nhá. Đây, chun rất ngon này. Đây, ở dưới nó còn theo tiếp của Champion tiếp này. Đây, con này mới trên 90 nhá. Mã tiếp theo này, em lên cho em con Under Armour. Ui, con này quần tập thế nào sờ mát lạnh anh em ạ. Chất rất mềm luôn, sờ mát lạnh, chun mới tinh. Đây, có giày. Con này mới đó, size 2XL này, made in Cambodia.
Ôi dồi, toàn chữ nước ngoài không? Đây anh em nhé, đây cái của nó đây. Đây con này là hai bên của nó là đều có túi có khóa kéo nhá, cái này. Đây túi đều có khóa kéo này, rất xịn sò này. Đấy, logo in của Under Armour nhá, nét căng luôn này. Con này mới 97-98% như còn mới luôn. Mã B40 này, eo từ 68 đến 96 nhá, chun rất ngon này, dài 55. Ống là 31 nhá, mã B40. B40 anh em nhé. Tiếp theo là em lên cho anh em con quần của Nike này. Nike nhá. Con này là logo theo này, logo theo của Nike này. Của nó có hai cúc bấm này, cúc bấm của nó đều có logo ở trên này nhá, dập logo trên này đây. Con quần này kiểu mặc nó có giãn nhẹ, có giãn rất nhẹ nhá, tại vì là nó chỉ có hai bên này, hai bên sườn hai bên là nó có một chút chun anh em nhé, nên nó không có giãn nhiều đâu. Đây Nice Fair Dry, công nghệ của Nike, logo theo. Đây con này cũng quần cũng đây, khóa kéo nó cũng dập Nike này, tag của Nike đây. Con này mình China nhé, polyester 100%, tag anh em nhé. Đây là con quần này là anh em mặc kiểu không phải quần chun đâu anh em nhé. Mã B41 này, anh em là eo chuẩn 86 mặc cho em nhé, 86-87 đâu. Mã B41 này, eo 86 dài 70, ống là 25 nhé, ống là 25. Đây, con này nó chỉ có túi hai bên thôi, sau không có túi nhé. Đây, quần rất là mới luôn. Mã tiếp theo này, nó cho em con quần này của Kappa nhé, chun vẫn còn rất ngon này. Quần Kappa này, đây của nó là hình in này, in của Kappa nhé. Có dây này, dây thắt này, túi hai bên nhé, đằng sau một túi nữa, tổng nó có ba túi này. Đây Kappa size XL nhé. Đây tag của nó đây. Con này chất liệu cô tông nhá, cô tông, quần chất liệu cô tông 100%. Mã B42 này, eo từ 78 đến 100, dài 74, ống là 18 nhá. Ở dưới này là nó có bo này, có bo ở dưới này. Đấy, quần mặc kiểu slim anh em. Mã B42 nhá, eo từ 78 đến 100, dài 74, ống là 18. Con quần đơn giản thôi của Kappa. Tiếp theo là em lên cho em con quần quần gió nhá, quần vải dù của Adidas, logo thêu này, logo thêu của Adidas nhá. Con này thì bên trong nó là lót lưới này, lót lưới này, mới tinh nhá, Adidas này, size XL nhá, size XL này. Đây cũng có dây buộc nhá. Đằng sau của nó thì là nó có khóa kéo này, đây, túi đằng sau khóa kéo này, túi hai bên cũng có khóa kéo luôn anh em nhá. Đây đầy đủ hết nha anh em nhá. Đây ba túi của nó đều là có khóa kéo hết, đều có khóa kéo hết nhá, đều khóa kéo này. Đấy, đây rất đẹp luôn này, quần nó lưới. Ở mã B43 nhá, eo từ 70 đến 88, dài 49, ống là 33, chun rất ngon nhá, quần như mới luôn. Ở mã B43 này. Tiếp theo này, con quần của Under Armour nhá, Under Armour này, con này chun rất là ngon nhá. Đây cũng có dây thắt này, đây có dây thắt nhá. Con này thì logo nó bong một tí ti đây, đây anh em này. Nhưng mà quần của Under Armour chất cực thích luôn anh em ạ. Kiểu quần chất như này em thấy thích hơn cả Adidas, Nike, Adidas, Under Armour này, size XL nhá, Medicina. Của nó là 95% cốt tông, còn lại là spandex, cốt tông spandex mà nó sờ mịn này á. Con này là túi của nó là túi hai bên của nó đều là đây, nó có dây một bên là có khóa kéo nhá, còn bên này nó bị hỏng mất khóa kéo rồi. Đây này, bên này nó bị hỏng mất khóa kéo rồi anh em ạ. Đấy, con này thì em bán rẻ cho anh em 100.000 này, nó hơi lỗi tí. Nó mặc thì vẫn ok anh em nhé, chỉ hơi một tí ti thôi, nó mặc vẫn ok lắm. Mã B44 này, eo từ 82 đến 112, dài 55, ống là 31 nhé. Ống là 31 này, đây. Con quần Under Armour rất mới. Người nó hỏng một bên khóa đó, hỏng bên khóa với nó bong một tí nhẹ. Nhẹ logo thôi, còn chất quần rất là ngon nhé. Mã B44 này, đây ghi tiền anh. Mã tiếp theo này, em đây em còn Adidas màu rất chất này. Đây, logo thêu này, cực đẹp luôn nhá. Ba sọc này, đây cúc bấm này. Bấm một cái đoạn này. Đấy, bấm hai bên này. Có dây buộc nhá,
dây buộc này, quần rất chất luôn. Đây, nhìn cái quần này, quá đẹp luôn này. Đây là mặt đằng sau nhá, mặt đằng trước đây. Đằng trước này. Đây, Adidas này, size M nhá, hai tag này. Đây, dưới đây có tag mã QR nữa này. Và chất cốt tông nhá, cốt tông 100%, made China, cốt tông siêu mịn này. Đây, chùn cực ngon nhé, mã B45 này. Eo từ 68 đến 92, dài 46, ống là 33 nhé, chun cực ngon luôn nhé. Mã B45 này. Mã tiếp theo này, em lên cho anh em con quần của Nike nhé, quần của Nike này, trắng tinh này. Đây, con này là Nike, kiểu Nike bóng rổ ấy, đây này, có hình in này. Đây, đây hai bên này. Đây, bây giờ có lưới ngoài nhá, lưới ngoài này. Đấy, hai bên này có lưới ngoài, có chữ này, chữ bên trong nhá, quần rất xịn luôn. Có dây rút này. Đấy, con này chất poly rất mát rồi. Đây, con này made China này, tag đây, chất polyester 100%. Đây, chùn cực ngon nhá. Ở mã B46 này, eo từ 70 đến 100, dài 63, ống là 29 nhá. Ống là 29 đây, chun cực ngon luôn. Mã B46 nhé. Eo từ 70 đến 100, dài 63, ống 29. Con này của nó là túi hai bên nhé, có túi hai bên thôi, hai túi. Và nó đều có khóa kéo hết anh em nhé, đều có khóa kéo hết đấy. Đấy, anh em mình đi vận động thể dục thể thao là kéo lên là để đồ yên tâm luôn. Mã tiếp theo này, em lên cho anh em một con Adidas này. Adidas này, đây, con này là logo nó hơi bị bong một tí. Đây này anh em nhé, đấy, bong một tí cái chữ A nhé. Con này bán rẻ là 100.000 thôi. Con này chun cũng hơi kém thôi, chun nó vẫn ok nhưng mà kéo được nhưng mà nó không được gọi là ok á. Đây em bán 100.000 con này thôi, chất thì vẫn ngon. Đây, chất liệu là polyester 100%, sản xuất tại Indo nhé. Tăng đây, rất căng. Cũng có dây buộc đây em nhé, dây buộc đây. Mã B47 này, eo từ 80 đến 100, dài 49. Ống là 30 nhé, con này 100.000 này. Con này ra anh em để mặc không cần thay chun cũng được nhé. Eo cứ 90, 92, 95 mặc cho em, không cần phải thay chun. 100.000 thôi, con Adidas. Đây, Adidas logo nó hơi bong một tí đây. Mã tiếp theo này, em lên cho anh em con quần. Con này của Adidas tiếp này. Đây, Adidas này. Đây, con này thì làm bên trong nó có lót lưới nhá, lót lưới này, size XL này, lót lưới này. Đây, nó có dây này. Đây, và túi của nó nhá, túi của nó thì hai túi đằng trước thì là không có khóa kéo này, hai túi hai bên đằng trước này, đằng sau một cái túi nữa, tổng nó có ba túi nhá, ba túi này và túi đằng sau thì nó cũng có khóa kéo cho anh em nhá. Đấy. Con này là mã B48 này, eo từ 68 đến 98 nhá. Dài 52, ống là 33 nhé. Chun con này cực ngon rồi. Mã B48 anh em nhé. B48 này. Mã tiếp theo này, em lên cho anh em con quần con này của Champion này, logo theo chất liệu poly nhé, polyester. Đây, tag đây, size XL nhé, made in El Salvador. Champion này, tag đây. Tag, còn một cái tag nữa đây. Con này không có dây rút rồi. Con này không dây rút rồi nhưng mà chun nó vẫn còn rất là ngon nhé. Mã B49 này, eo từ 84 đến 102, dài 46, ống là 33 nhé. Mã B49 này. Mã tiếp theo là em lên cho anh em con quần Nike nhé. Quần này rất dày dặn này, logo in nét căng, in nét căng này. Đây, có dây rút này, tag của Nike này, này tag đỏ 100%. Con này là chất vải kiểu con này là chất kiểu chất vải poly nhá, chất vải poly này. Quần này nó kiểu rất là hay nhá. Đây bên này nó là in này, in này. Đấy, in nó có, và nó kiểu như là nó xẻ hai bên này này anh em này. Đấy, hai bên này. Nó xẻ hai bên này. Đấy, nó xẻ từ trên xuống dưới luôn, còn bên trong là nó lại kiểu màu xám xi măng này. Đấy, hai bên này. Đấy, quần này kiểu anh em trẻ mặc thôi, mặc kiểu phong cách nhá. Đây này. Hai bên này. Đấy, nó xẻ ra hai bên. Đây. Đấy, rất hay nhá. Ở mã B50 này, eo từ 70 đến 84, dài 73,
ống là 23 nhá, chung này rất ngon này. Mã B50 nhá. Và mã tiếp theo này. Mã tiếp theo em lên cho anh em con quần này Nike tiếp này. Nike này, Michina nhá, cốt tông 100%. Tặng anh em nhá. Đây, màu sáng màu này. Đây, chun vẫn rất ok này, có dây rút này. Đây, cái bên trong của nó cũng dập Nike này. Đấy. Đây, bên này nó in chìm nhá. In chìm Nike big logo bên này. Của nó là có 3 túi anh em nhá. Đây, 2 túi bên này này, với 1 túi đằng sau. Đấy. Mã B51 này. Eo từ 78 đến 95 nhá, dài 50, ống là 29 nhá, B51. B51 này, eo từ 78 đến 95. Dài 50, ống là 29. Đây, một quần của Nike big logo này. Tiếp theo là em lên cho em quần của Adidas nhé. Adidas này, chun rất ngon này, quần vải dù nhé. Logo in nét căng này. Đây của nó là theo ba sọc ở hai bên túi, à bên đây, bên ống này. Đấy. Của nó thì nó chỉ có một cái túi đằng sau thôi nhá. Một túi đằng sau có khóa kéo thôi anh em nhé. Đấy, quần này kiểu như quần đi chạy thể dục. Đây, Adidas Respond. Đang đây. Đây, Made in Cambodia nhé. Đây, tag này, mã QR này. Con này là mã B52 nhé. Eo từ 74 đến 100. Dài 45. Ống là 30 nhé. Ống là 30, mã B52. B52 nhé. Tiếp theo này, em lên cho em con quần Nike này. Đây, chung nó còn rất là ngon nhé. Đây, xung quanh của nó này. Đấy, nó in chữ Nike này. Đây, tag này. Made in China nhé, 88% polyester, còn lại spandex. Nike này. Đâu nhỉ? Đây. Nó sẽ có thêm một cái in ở đây. Chỗ này nó hơi mờ một tí thôi. Con này chất cực kỳ mỏng luôn nhá. Chất polyester siêu mỏng luôn mà con này cực mát này. Đây, màu sáng màu rồi, dễ mặc này. Đây, của nó là đây, nó còn có các cái lỗ xung quanh nhá, đây này, các lỗ xung quanh quần này, quần đi tập này. Đây, đồ thêu nét căng luôn này. À, in nhá, đồ in. Rồi. Con này là mã B53 nhá. Eo từ 82 đến 104 này. Dài 60. Ống là 36 nhá. Chun rất ngon nhá. Mã B53. B53 này. Mã tiếp theo này, em ăn được Ammo nhá. Con này chun thì nó hơi kém thôi. Chun hơi kém với nó bị bong cái logo đây. Đây anh em này, bong logo nhá. Con này quần này em để tặng nhá. Quần này em để tặng nhá. Đây này. Ăn được Ammo chất con này cực ngon luôn nhá. Đây. Có cả dây rút này. Dây rút này. Đấy, nó có túi hai bên này, hai bên túi đằng sau cũng có túi nhá, đằng sau túi có khóa kéo này. Đây, quần rất xịn luôn. Under Armour size XL nhá, con này in Việt Nam. Under Armour nó hơi bong rồi, hơi bong logo rồi, cái chun nó cũng là không được ok cho lắm ấy. Đây này, nó vẫn co giãn nó không được ok lắm. Mã B54 tặng nhá. Eo từ 82 đến 96 này, dài 45, ống là 30 nhá. Em tặng cho bác nào có đơn nhá, nào có đơn. Mã tiếp theo này, em lên cho anh em con quần của Nike big logo này. Nike big logo rất đẹp luôn nhá. Này. Big logo này, quá đẹp luôn này. Logo nó nét căng đây anh em nhá, không có bong một tí nào đâu. Đây này. Nét căng luôn này. Đây, tác thì cả quyển này. Polyester 100% in Việt Nam. Đây, Nike Dry Fit size M nhá. Size M in Việt Nam. Con này nó lại không có dây rút rồi. Nó không có. Con này quần nó thiết kế nó không có dây rút anh em nhé. Quần này nó thiết kế nó không có dây rút đâu. Và chun con này cực ngon. Chun cực ngon luôn anh em nhé. Đây, nó có túi hai bên mà không có khóa kéo nhé. Túi hai bên không khóa kéo đâu. Này. Đấy, con này là mã B55 nhé. B55 này. Eo từ 70 đến 100. Dài 50. Ống là 31 nhé. Đấy, em đọc eo 70 thì anh em chú ý giúp em là mình phải trên 70 mặc mới vừa rồi nhé. Còn eo 70 mặc nó sẽ bị rộng quần chun mà. Đấy, chun rất ngon. B55 nhá, eo từ 70 đến 100. Dài 50, ống là 31 nhá. Mã tiếp theo này, em lên một con quần của Nike tiếp này. Nike logo thêu này. Nike logo thêu nhá. Đây, Nike Sportswear nhá. Nike Sportswear đây, đây có chữ ở trên này.
Con này thì là hai bên túi của nó đều có khóa kéo nhé. Nó có ba túi đều có khóa kéo hết nhá. Ba túi đều có khóa kéo hết này. Đây, và khóa kéo còn rất là ngon luôn. Đây. Đấy, khóa kéo còn rất là ngon luôn. Có cả dây nhá, dây buộc này. Đây, đằng sau có túi có khóa kéo này anh em nhé. Nike này, Sportswear size XL này. Con này như bị cắt mất thêm một cái tag, cắt mất tag ở trong nữa rồi. Đây, con này thì chun nó hơi dão rồi nhá. Anh em nào lấy thì em sẽ thay chun nữa. Mã B56 này. Eo từ 78 đến 102. Dài 49 ống 31 nhá. Con này thì chun nó vẫn co giãn được nhưng nó hơi dão một tí thôi. Mã B56 anh em nhé. B56 logo theo của Nike. Tiếp theo này một con Adidas Climelite này. Chun rất ngon nhá. Adidas logo in này. Quần gió một lớp. À quần polyester đây. Con này quần polyester không phải quần vải rồi. Đây, tác chỗ này nó hơi mờ rồi. Tác mờ rồi. Polyester 100%. Tác mã QR này. Nó mờ rồi, không biết là của nước nào. Đây nhá, nó vẫn còn dây này, dây rút này. Đây chun rất ngon luôn này. Công nghệ Climelite này, in này. À thêu à, in. Đây túi quần hai bên anh em nhá. Túi hai bên này. Đấy, túi hai bên này không có khóa kéo nhá. Chun thì rất ngon này. Mã B57 này, eo từ 74 đến 98, dài 47, ống là 32 nhá, chun rất ngon rồi, mã B57 này. Mã tiếp theo này, đây cho em một con quần của Nike rất đẹp nhá. Nike này, logo của nó in rất đẹp nhá. Đây, ở dưới nó có cái đường bo này, đấy, rất đẹp luôn này. Dây rút màu trắng này. Đấy, quần này mới tinh. Nói chung là logo hàng nhà em thì em lên chọn toàn quần mới cho anh em thôi. Quần nào cũ hay như nào thì em tặng mà. Made in China nhá, 100% polyester. Thế còn những cái quần tối màu nhá, anh em để ý ở video nhà em thì là nó có ánh đèn chiếu vào nó sẽ bị trông nó bạc thôi. Còn thực tế là quần rất là mới. Rifit anh em nhìn cái hình in nó nét như này cơ mà. Đây. Nike Rifit size L nhá, còn made in Việt Nam này. Trang nét căng luôn. Con này chun rất ngon nhá, và nó có một túi bên này là không có khóa kéo này, và một túi bên này là có khóa kéo nhá. Túi cực to luôn anh em ạ. À. Túi rất to luôn đấy. Con này là mã B58 này, eo từ 70 đến 94, dài 48, ống là 31 nhá, chun cực ngon luôn. Nike. Mã tiếp theo này, con này là một con quần vải dù nhá của Adidas này. Logo của nó in nhiệt nhé, in nhiệt này, nét căng luôn này. Đấy, ba sọc này. Bên này ba sọc này. Túi của nó là không có khóa kéo nhé. Túi không có khóa kéo anh em nhé. Đây, có dây rút này. Và bên trong thì nó có lót lưới. Bên trong có lót lưới này. Của Adidas này, size XL này. Tag mã QR này. Có dây rút này nhá. Dây rút này. Con này chun rất ngon nhá. Ở Adidas này mã B59 này. Eo 82 đến 100. Dài 49. Ống là 33 nhá. Ống là 33 anh em nhá. Mã tiếp theo này, em lên cho anh em một con quần của Nike này. Logo của nó là in nhiệt này, in nhiệt của nó thêu đây. Thêu viền quanh. Đấy, nó có khóa kéo này, kéo khóa to luôn, túi to luôn anh em ạ. Túi quá to luôn đấy. Đây. Đây, nó túi kép nhá. Đây, túi có kéo bên trong và ở trên nó có nắp này. Đấy. Có dây rút này, quần đen mới tinh nhá. Đây nào. Một túi này, hai túi, ba túi nhá, tổng có ba túi anh em nhá. Tổng có ba túi này. Đây, túi kiểu túi hộp to anh em nhá. Túi hộp to, quần rất đẹp này. Đây, Nike size M nhá, con này made in China này. Tác cả quyển này. Tác thì cả quyển này. Con này là 68% cốt tông, 28% là nylon, 4% là spandex. Đây. Tác nét căng luôn. Chu rất ngon, quần này như quần mới rồi. Mã B60 nhá. Eo từ 70 đến 100, dài 46. Ống là 29 nhá. Ống là 29 này, mã B60 này. Chu rất ngon luôn như quần mới nhá. Mã B60 này.
Ở mã tiếp theo này, em lên cho em con quần polyester của Adidas này. Ủa, quần này sờ mắt rưỡi. Quần này quần tập, quần tập chun ngon lắm. Con này thì nó có một cái là nó bị ở đây này, nó bị mất cái dây buộc rồi anh em nhé. Đây này, bị rút mất rồi. Anh em về xem kiếm giúp em nhé. Thực ra cái dây buộc nó đơn giản lắm, tại vì quần này chun ngon lắm. Size 4XL này. Con này mới China, mã QR đây. Con này thì là nó có hai túi, và hai túi hai bên của nó thì là đều có khóa kéo đây anh em này. Đấy, hai bên đều có khóa kéo nhá. Quần mềm lắm mà chất quần thể thao sờ mát. Mã B61 nhá. Eo từ 74 đến 106 này, dài 67, ống là 22, chùn ngon lắm. Đây, in anh em này, nét căng. Tiếp theo này, con quần của Adidas này, con này chun hơi dão rồi. Nó có hai túi hai bên này, Adidas Climalit, chất cốt tông. Đây em này, ui dồi, túi làm xịn không? Trông quá xịn luôn nhá. Logo này của nó là in này, còn nét căng luôn. Đây, Adidas này. Con này là 55% cốt tông, còn này là polyester, hàng made China, tác còn nét căng luôn nhá. Có dây buộc này. Con này chun nó dão rồi, anh em nào lấy thì em sẽ thay chun cho nhé. Mã B62 này. Eo từ 94 đến 112, dài 55, ống là 34. Con này nếu mà em thay chun thì anh em cứ free size thôi, size nào cũng mặc được hết nhé. Mã B62, B62 này. Mã tiếp theo này, để cho em con quần của Adidas này. Con này dài quá đầu gối nhé. Quần của Adidas này, của đó là logo in nhé, in nét căng luôn này. Đây, nó có dây dây buộc này anh em nhé, dây buộc này Adidas tác xanh. Đây, tác xanh của Adidas này. Đây, con này làm polyester 100%, mã QR đây. Rồi, con này là made in đâu nhỉ, nhiều chữ quá anh em ạ. Made China nhé, made China. Đây, nó nhiều tác, đội Adidas Nike làm nhiều tác lắm. Đây, hai bên nhá. Có ba sọc hai bên này, thêu hai sọc, ba sọc hai bên. Đây, còn là logo của nó là logo in. Đây, chun này chun rất ngon nhưng mà chun nó không kéo được nhiều. Mã B63 nhá. Eo từ 78 đến con này eo từ 78 đến 98 nhá. Dài 69. Ống là 46 nhá. À đâu, con này eo từ 78 đến 96. 78 đến 96 nhá. Dài 69, ống là 46 nhá. Đây. Đấy, nó chỉ kéo đến 96 thôi. Mã B63 nhá. Mã B63. Tiếp theo này, em lên cho em con quần của Nike này. Ô, con này big logo này. Nó làm quần quá đẹp luôn này. Quần vải dù nhá, Nike này. Đấy, nó làm logo rất là đẹp luôn này. Đằng sau lỏng thế này. Đấy, đằng sau logo nó kiểu như nó cắt bớt đi ấy. Đấy, nó cách điệu đi trông rất là hay. Chỗ này là thêu này, thêu đây nhá, chỗ này là in này. Đấy, đây, logo làm rất hay luôn. Đây, con này mới tinh, còn dây hai dây này, dây mờ con này bên Việt Nam nhá. Bên trong thì nó có lót lưới nhá, lót lưới này anh em nhá, lót lưới này. Đấy, con này là made in Việt Nam này, tag này polyester 100%, tag thì nhiều rồi. Con này thì là nó hai túi hai bên này, đằng sau một túi, tổng nó ba túi nhá, túi sau cùng nó cúc bấm, sau cùng cúc bấm này. Mã B64 này, eo 74 đến 100 nhá, eo 74 đến 100 này, dài 46, ống là 34 nhá, đây, chun rất ngon nhá. Mã B64 này. Mã tiếp theo này, em lên cho anh em con này làm quần của Adidas kiểu thổ cẩm này. Đây. Của Nike nhá. Em nhầm, của Nike logo thêu này. Thêu này. Đấy. Đây, có khóa kéo này. Khóa kéo này. Ui giời, rất to luôn nhá. Đấy. Có dây buộc này. Con này một lớp thôi, chất thể polyester. Chun này hơi dão rồi, em lấy đi em thay chun thôi. Này, Nike Dry Fit. Đây, Nike Dry Fit size L, hàng mới đi Việt Nam nhá. Tác này, polyester này, tác nét căng luôn. Con này là mã B65 này.
eo từ 84 đến 100 nhá, dài 52, ống là 32 nhá. Em thay chun thì em cứ freestyle thôi, size nào cũng được nhá. Mà kết con này thì em thay chun. À, mã tiếp theo này, một con quần của Under Armour nhá, quần màu mận này, con này chun cực ngon rồi. Này, Under Armour. Đây là có logo thêu nhá, thêu của Under Armour này. Con này chất polyester 100%. À, có dây dây bên trong nhá, dây buộc bên trong này. Under Armour này. 84% polyester của này, Elatan, made in Mexico nhá. Con này made in Mexico luôn. À, mã B66 này. Eo từ 66 đến 90, dài 45, ống là 23 nhá, chun cực ngon luôn. Mã tiếp theo này, con này của Nike này, chun cũng cực ngon luôn nhá. Đây. Logo thêu này, logo in nhá. In này rất đẹp luôn này. Nike Right Fit size S, mới đi Thái Lan. Đây, tiếp tục tác nữa này. Nét căng luôn này anh em nhá. Đây, có dây này, có dây này. Đấy, chun rất ngon nhá. Túi thì con này là có hai túi chéo hai bên này. Đây, hai túi chéo đằng sau không có túi nhá, không có khóa kéo. Mã B67 này, eo từ 66 đến 86, dài 62, ống là 21 nhá. Này, chun này, chun ngon nhưng mà nó không kéo được nhiều ấy. À, mã tiếp theo này, một con Puma màu cam phai. Con này nó màu kiểu màu rất là nhạt thôi. Con này thì mất cái dây rút rồi. Size XL này, Puma này. Quần polyester, quần cốt tông, quần vải cốt tông Puma đây, bên này nó in rất là nhiều này, in rất là đẹp này. Vậy đây là chỗ này nó là theo Puma nhé, theo Puma, còn xung quanh nó là in rất đẹp luôn. Mã B68 này, eo từ 82 đến 96 nhá, dài 46, ống là 30 này, chun rất ngon nhá. Mã B68. Mã tiếp theo này, mà em quần vải dù nhá, của Adidas chun cực ngon luôn này. Đây, có dây buộc này, có dây nhá. Logo của nó là in này, nét căng luôn nhá. Con này thì là nó có 3 túi đều có khóa kéo này. Đấy, rất xịn sò luôn. Đằng sau, túi đằng sau này, cũng khóa kéo này. Đây, cho chú bác nào cẩn thận nhá. Khóa kéo hết, Adidas này, made in China, size 2XL này. Đây, tăng đây. Đây, tăng đây. Này, chun cực ngon luôn này. Con này mã B69 này, eo từ 68 đến 94, dài 64, ống là 22 nhá, chun rất là ngon này, mới tinh. Mã B69 này. Mã tiếp theo này, em lên mã B70 nhá. Con này chun kém thôi, anh em lấy em thay chun thôi. Mã B70 này. Con này của Nike này, Nike này, logo in nhá. Đây, tag này made in China. Ở size S nhá, size S Medicina. Đây, đặt. Túi thì là hai túi hai bên nó đều có khóa kéo hết nhá, có hai túi thôi và đều có khóa kéo hết. Đây, đều là có khóa kéo hết anh em nhé, khóa kéo hết này. Con này là mã B70 này, eo từ 76 đến 90, dài 42, ống là 29 nhá. Chung này anh em lấy thì em thay chun thôi, nó B70. Tiếp theo này, mã B71 này, của em Nike Big Logo, siêu đẹp luôn. Big Logo nhá, có xẻ tà này. Đây, Nike này, Dry Fit size L, made in Việt Nam nhá. Đây, tag này, nét căng, made in Việt Nam nhá. Big Logo, con này là có hai túi này, hai túi hai bên này. Đấy, đằng sau thì là không có, chỉ tổng hai túi thôi, dây rút này, đầy đủ hết nhá, không thiếu gì đâu, mới tinh luôn này. Mã B71 này, eo từ 70 đến 92, dài 49, ống là 31 này, con này mới tinh. B71 này, big logo quá đẹp luôn. Mã tiếp theo này, con Adidas dàn gì này. Đây, chun con này thì nó hơi dão tí rồi, anh em lấy thì em thay chun thôi. Đây, Adidas dàn gì quá đẹp luôn này. Đây, logo của nó là in này, nét căng này. Adidas này. Con này là made in polyester, made in China. Đấy. Dây này anh em nhé. Đấy, con này là chất kiểu chất polyester. Hai túi nó đều có khóa kéo đây nhé. Tổng nó có hai túi nhé, đều khóa kéo này. Mã B72 này, eo từ 80 đến 94,
dài 49, ống là 28 nhé. Con này thì em thay thay chun thì anh em cứ free size thôi. Mã B72 nhé. Mã tiếp theo này, B73 này, con quần của Adidas nhé. Quá đẹp luôn này. Adidas 3 sọc hai bên này. Logo của nó là in nhiệt này. Nét căng luôn, quần mới tinh nhé. Đây con này là có hai túi hai bên này. Hai túi hai bên nhá. Chun thì cực ngon, quần này như quần mới rồi. Có cái là nó không có dây rút thôi. Quần này mới tinh. Đác đây. Chất polyester 100%. Ở mã B73 này, eo từ 70 đến 90, dài 46 ống 30 nhá. Quần mới tinh. Mã cuối cùng này, em lên cho anh em một con quần của New Blend. New Blend. Đây, logo in này. Con này thì là nó có một túi thôi. Một túi có khóa kéo nhé. Một túi có khóa kéo đây. Đây, New Blend size XL này, made in Việt Nam. Chất polyester nhé, bên trong là nó có quần, đây, quần lót này. Lót bên trong. Lót quần bên trong. Mã B74 này, eo từ 78 đến 100 nhé. Dài 40, ống là 35. Đây, chun cực ngon luôn. Dây rút này. Đây, một con quần, quần ngắn thôi. Mã B74 mã cuối cùng nhá. Eo từ 78 đến 100, dài 40, ống là 35. Rồi ok. Vậy là em Dương đã lên hết khoảng hơn 40 mã quần thể thao cho các anh chú bác mình. Rất cảm ơn các anh chú bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ với em Dương theo số điện thoại bên dưới video nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.